Này thiện dũng mãnh, nếu tất cả pháp có thể trụ, thì có thể thị hiện đây là pháp có thể nắm giữ, đây là pháp thường trụ. Như Lai cũng có thể an trụ vào các pháp, thị hiện ra các pháp, đây là pháp có thể nắm giữ, đây là pháp có thể tích tập. Này thiện dũng mãnh, vì tất cả pháp không thể an trụ, không thể nắm giữ, cũng không thể tích tập, cho nên không có pháp nào là thường trụ. Do đó mà Như Lai không an trụ vào pháp nào, cũng không thị hiện đây là pháp có thể nắm giữ hay đây là pháp có thể tích tập. Này thiện dũng mãnh, không có một chút pháp nào có thể thật sanh cả, vì không có một chút pháp nào thật sanh nên hoàn toàn không có chỗ trụ, do đó mà nói các pháp không có ý nghĩa trụ. Này thiện dũng mãnh, lấy sự không chỗ trụ và có thể trụ làm phương tiện nên nói tất cả các pháp hoàn toàn không có chỗ trụ. Này thiện dũng mãnh, không có một chút pháp nào có thể nói trụ cả, cũng như bốn sông lớn đều bắt nguồn từ ao vô nhiệt chảy ra, khi chưa vào biển lớn thì nó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa trụ. Các pháp cũng vậy, cho đến không tạo và các hành chưa tận thì hoàn toàn không có ý nghĩa an trụ. Này thiện dũng mãnh, không tạo không hành nghĩa là trong đây không có chỗ trụ, không trụ và không có sự trở ngại, tất cả đều dựa vào thế tục mà nói, chứ thật ra không có trụ và không có sự trở ngại, không có sự cứu cánh, cũng không phải không trụ. Này thiện dũng mãnh, không tạo không hành là dựa vào thế tục mà nói, cũng như những gì hữu tình thấy ở thế gian đều chẳng thật có trụ, hoặc có sự trở ngại hay có sự cứu cánh, cũng không phải không trụ, không phải không tạo không hành có thật trụ.